dịch lộn. Xoay đi xoay lại thì nhà Chăm lại có bầu tiếp rồi mọi người ơi. Trước khi đi ra hái bầu thì Chăm sẽ luộc hột vịt lộn trước. Mua một chục thì ăn không hết nên Chăm mua có 6 trứng hà. Có ai nhìn xa xa là thấy trái bầu chưa nè? Cái Dango này Chăm mua dưới Bến Tre hôm qua 50k, còn đây là cát lê da của Chăm. Về quê lên là thấy rau mơn mởn hết trơn à, bây giờ Chăm thu hoạch trái bầu nè. Trái bầu này không biết sao mà nó bị thương luôn nè mọi người, cho nên Chăm quyết định hái nó sớm luôn. Hoàng hôn vắng người ngược nắng. Cắt bầu xong rồi Chăm quay qua Chăm hái thêm mấy cọng rau găm, cắt thêm mấy cọng hành lá, hái thêm vài trái ớt với lại hái thêm một nạm lá mùng tơi nữa mọi người. Dạ, đừng có dầu mùng tơi, thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng. Trong cái vườn rau mini của Chăm thì Chăm thấy cái mùng tơi là cái rau mà dễ trồng nhất và nhanh ăn nhất mọi người. Gọt bầu xong thì Chăm đem vô nhà Chăm rửa rồi bà đặt tỉa sọc dưa, sọc ơ đồ he. Ai cũng biết bằng công chuyện hết trơn. Nói con robot 150 ngàn không ai tin hết trơn, nhưng mà Chăm kế toán mà mọi người, mua gì cũng tính khấu hao hết trơn rồi, chủ yếu là có để MC chơi MC vui. Hột vịt lộn ấm bầu, phi hành thơm xong thì bắt đầu Chăm sẽ cho vô miếng ớt bột nha mọi người. Bữa hổm có một bạn nói Chăm làm món này đi ăn ngon lắm chị Chăm. Sau đó Chăm sẽ cho hột vịt lộn vô xào sơ rồi bắt đầu Chăm ấp bầu vô, nêm nếm muối, đường, bột ngọt, hạt nêm, nước mắm. Sau đó rưới nước sôi vô nè mọi người ơi. Đó, cái màu ớt bột nó lên đỏ đỏ rồi hen. Sợ anh bạn nhỏ nóng ăn cho nên là cho anh bạn nhỏ ăn cơm trước trong thời gian chờ bầu chín nè mọi người. Bây giờ chạy lại thăm nồi bầu hột vịt lộn. Chăm sẽ cho mùng tơi vô luôn nha mọi người. Sau đó Chăm sẽ cho hành lá, rau găm với lại ớt vô nêm nếm lại một cái nữa là xong. Thêm miếng yêu yêu tờ yêu tiêu nữa. Ui là trời, đoạn này nó thơm lắm mọi người ơi. Múc cho anh bạn nhỏ thử một chén nhỏ nè. Còn Chăm thì múc ra cái nồi đất cho nó nóng, cho nó giữ nóng cho nó lâu. Chưa ăn mà nghe nó dậy mùi thơm lắm luôn á mọi người. Kì cũng ăn được nữa hả? Ngon không con? Vậy là mừng rồi, vậy là mẹ thành công rồi. Đậm đà không? Thơm mùi rau găm đúng không? Cay cay đúng không? Cái này mà trời mưa ha.